Tụ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tụ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là sản phẩm Panaton 500. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Panaton 500 chứa paracetamol 500mg, tá dược vừa đủ một viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: Panaton 500 được dùng để điều trị các triệu chứng đau từ vừa đến nhẹ như đau đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau nhức cơ khớp, đau nhức cơ, đau do cảm cúm, vân vân. Panaton 500 được dùng để hạ sốt trong các triệu chứng như sốt do cảm cúm hoặc do triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp, vân vân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc: thuốc Panaton 500 được dùng bằng đường uống, không cần chú ý đến bữa ăn. Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên uống 1 đến 2 viên trên lần, 4 đến 6 giờ mỗi lần, tối đa 8 viên trên ngày. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi uống 1 phần 2 đến 1 viên trên lần, 4 đến 6 giờ mỗi lần, tối đa 4 viên trên ngày. Trẻ em dưới 6 tuổi dùng dạng bào chế khác thích hợp. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: không dùng thuốc này cho những người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Những người suy giảm chức năng gan, chức năng thận, những người mắc hội chứng tán huyết, vân vân. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: nổi ban và những phản ứng dị ứng khác như hội chứng Parkinson, hội chứng hoại tử da nhiễm độc, hội chứng ngoại ban, mụn mủ toàn thân cấp tính, vân vân. Trong một số trường hợp đơn lẻ có thể làm giảm bạch cầu trung tính, làm giảm tiểu cầu và làm giảm toàn thể huyết cầu, gây viêm gan, vân vân. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc này. Những thận trọng khi sử dụng thuốc này. Không nên dùng chung với thuốc hạ sốt khác có chứa thành phần paracetamol. Bệnh nhân nghiện rượu, bệnh nhân suy giảm chức năng gan và thận cần thận trọng khi sử dụng thuốc này hoặc hỏi thêm ý kiến y bác sĩ. Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Parkinson, hội chứng hoại tử da nhiễm độc hay hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính, vân vân. Chỉ nên dùng cho phụ nữ mang thai khi thật sự rất cần thiết. Thuốc không thấy tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ khi mẹ sử dụng thuốc này. Đối với người lái xe và vận hành máy móc, thuốc không có ảnh hưởng gì đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Lưu ý cần thiết: vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.